Ok ok. Chào các huynh đài tí muội, các sư huynh đệ đã quay trở lại với kênh youtube của các phối Gaming. Hiện tại thì mình thấy có khá nhiều yêu cầu mình làm về cách kiếm kim cương trong một ngày của mình cũng như là cách kiếm nhiều kim cương nhất có thể trong một ngày của chúng ta. nhiều bạn vẫn chưa biết cách làm sao để kiếm được nhiều kim cương nha thì sẵn đây mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn luôn nha các bạn đầu tiên mình sẽ nói cái trường hợp là những bạn mới tạo ạc các bạn là mình sẽ chỉ cho các bạn kiếm được 45 cái kim cương luôn ha đó chính là các bạn vào trong phần bạn bè sau đó các bạn bấm vào là mời bạn bè các bạn các bạn bấm vào là mời bạn bè sau đó các bạn nhấp vào chữ là mời bạn bè nha mời bạn bè sau đó các bạn chia sẻ cái đường liên kết ấy sau khi các bạn đã chia sẻ cái đường liên kết đó thì bất kỳ người bạn bè nào nhấp vào cái đường liên kết đó bạn sẽ nhận được kim cương ha đây ở đây là những cái vật phẩm kim cương là 10 kim cương 15 kim cương 20 kim cương các bạn cùng những cái phần quà là những cái hộp sang trọng các bạn những cái hộp này nếu mà nhận được là toàn là quà ngon luôn các bạn cái hộp này có thể là kim cương hoặc là tiền sao nó quăng quăng và mây mây. Nhưng mình chắc chắn với các bạn là khi các bạn mời được 10 người bạn thì các bạn sẽ có được là 45 cái kim cương trong tay này, nha. Đối với những cái ạc mà mới tạo các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn là khi chúng ta chơi một cái thời gian á, chúng ta sẽ có phần là đóng dấu các bạn. Đóng dấu hàng ngày nè các bạn. Đó thấy không? Ngày 1, ngày 2, ngày 7 các bạn sau 7 ngày thì nó sẽ làm mới lại. Ở đây chúng ta cần lưu ý là những cái phần kim cương các bạn những cái phần đóng dấu kim cương á là khi các bạn đóng dấu nó sẽ có một cái chỗ là cho các bạn xem quảng cáo là nhân hai các bạn ví dụ ở đây là ngày thứ bảy là được 5 kim cương đúng không nhưng các bạn xem quảng cáo thì các bạn sẽ được 10 kim cương tức là nhân hai rồi ok ha mình sẽ hướng dẫn cho các quyên các đệ một cái cách nữa đó chúng là chúng ta vào cái phần thưởng miễn phí để chúng ta nhận nha các bạn đây và chúng ta sẽ xem tiếp tục hết cái quảng cáo này ha trước mắt là khi chúng ta xem hết cái quảng cáo này là chúng ta được chắc chắn là được hai cái kim cương rồi đó ok chưa một lát nữa mình sẽ tua qua cái đoạn này rồi mình sẽ xem quảng cáo và mình sẽ mở những cái hộp quà cho các bạn xem chúng ta chú ý là cái hộp quà thứ bảy các bạn cái hộp quà này có thể là tiền sao hoặc là kim cương nữa nha các bạn rất là ngon luôn nha cái đó thì tùy may mắn của chúng ta thôi tùy nhân phẩm của chúng ta thôi ha rồi ok rồi cái tiếp theo nữa đó chính là nhiệm vụ hàng ngày các bạn nhiệm vụ hàng ngày khi chúng ta hoàn thành xong những cái nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ nhận được một cái kim cương đó đó các bạn có thể xem quảng cáo ha đó sau khi chúng ta hoàn thành những cái nhiệm vụ hàng ngày chúng ta vào trong cái phần là cái người mà có đội cái nón các bạn chúng ta kéo xuống phần dưới đây này các bạn khi chúng ta đạt những cái cột mốc nhất định đó, thì chúng ta sẽ nhận được cái kim cương ha rất là ngon luôn các bạn đó chúng ta chú ý là những cái hộp quà này các bạn đó những hộp quà này có thể là mở ra kim cương nữa còn một cách để chúng ta có thể kiếm kim cương nữa đó chúng ta chúng ta tái chế những cái vật phẩm không sử dụng cái điểm mầm non của chúng ta các bạn đây chúng ta tái chế những cái điểm mầm non á các bạn vào phần tái chế tái sử dụng này các bạn tái chế những cái vật dụng mà các bạn không có xài nữa các bạn bằng tái chế những cái vật dụng này này các bạn sau khi các bạn đã tái chế xong các bạn vào phần cửa hàng sau đó các bạn bấm xuống là bóc theo chủ đề các bạn hãy kéo xuống cho mình là cái hộp và công việc các bạn coi như vậy là chúng ta được mở ba hộp ra tức là ba lần tức là khoảng 90 cái điểm mầm non á sau khi chúng ta tái chế có được đó tức cái điểm mầm non có đâu là cái điểm mầm non mà chúng ta vừa tái chế có được thì chúng ta có thể đổi được những cái tiền sao và quan trọng nhất là chúng ta có được cái kim cương may mắn hơn là chúng ta được trang phục của công việc các bạn rất là tuyệt vời luôn nha các bạn rồi ok ha và bây giờ mình sẽ xem quảng cáo rồi một xíu nữa mình sẽ mở những cái hộp quà đó cho các bạn xem. Còn một điều nữa chúng ta nên chú ý đó chính là khi game bảo trì xong các bạn có rất là nhiều cái mã Dành uhm, Ừ chúng ta luôn có mã coupon có khi là phần thưởng là kim cương hoặc là vương miện, cũng có khi là những cái phòng quà bảo trì các bạn. Những cái phòng quà bảo trì xong thì nó sẽ rễ tự động vào cái hộp thư của chúng ta. Lần trước thì mình nhận được đó chính là 500 kim cương các bạn. À, chính xác hơn là 520 kim cương các bạn nó không có gì mà nhận được cái kim cương hay gọi là cái đá quý các bạn bằng những cái phần quà mà lúc mà hệ thống lúc mà cái tự game này bảo trì các bạn rồi ok ha và các bạn lưu ý thông thường thì mình nghĩ là nếu mà bảo trì mà có thông báo trước thì chúng ta sẽ không nhận được cái phần thưởng bảo trì đâu trừ khi là bảo trì đột sức đột ngột quá so với game bị lỗi chúng ta mới nhận được cái phần thưởng là bảo trì các bạn rồi mình sẽ À, mà mình còn quên nói với các bạn một điều nữa đó chính là cách để chúng ta kiếm kim cương là chúng ta đạt những cái thành tích nhất định các bạn đây ha uhm, khi chúng ta đạt những cái thành tích ấy, chúng ta cũng rất là ngon luôn các bạn chúng ta nhận kim cương cũng rất là ngon luôn nha ở đây là nhận thích từ những người chơi khác ha các bạn nếu mà mình nhận được thêm một ngàn lượt thích ấy, người ta thích giống như là người ta thả thêm cho mình á thì mình sẽ nhận được là 30 kim cương các bạn đó chính là cái lý do vì sao mà các bạn hay chéo tim là như vậy đó các bạn đây là còn cái phần thưởng mình sắp nhận được chính là ba cái kim cương đó, đó chính là bắt một con cá lớn hơn 100 cm ha chỉ cần mình câu dính được một con cá là thôi thì mình nhận được ba cái kim cương qua cái phần thưởng là tái chế này các bạn nè mình tái chế nếu mình tái chế được 150 cái bọc phẩm Thì mình nhận được là 15 cái kim cương đó các bạn rất là ngon luôn các bạn nó ngoài câu cá chúng ta có thể kiếm tiền thì chúng ta có thể nhận được kim cương nha bạn các bạn do đó thì câu cá rất là hay luôn ha đây đây nè các bạn những cái nhiệm vụ để các bạn các bạn có thể xem và thực hiện theo ha khi chúng ta đạt những cái mốc nhiệm vụ thấp á các bạn đạt được cái kim cương thấp á đạt vừa được khi chúng ta đạt những cái mốc nhiệm vụ thấp rồi nó sẽ giao cho chúng ta những cái mốc nhiệm vụ cao hơn và khi chúng ta đạt được những cái mốc nhiệm vụ cao đó thì chúng ta sẽ nhận được những cái phần thưởng là đá quý kim cương nó nhiều hơn các bạn ừ hãy thử bốc thăm ở cửa hàng này các bạn là mình bốc thăm 60 lần là mình sẽ được là 15 50 kim cương hiện tại là mình đã bốc thăm là 38 lần rồi các bạn rồi ha đó là những cái cách thức kiếm kim cương của mình còn bây giờ mình sẽ tiếp tục xem quảng cáo rồi mình sẽ mở những cái hộp quà cho các bạn xem biết đâu là may mắn có kim cương thì sao ha rồi ok, sau khi chúng ta đã thực hiện xong những cái nhiệm vụ hàng ngày các bạn Thì mình sẽ vào cái phần hầm thư và mình sẽ kiểm tra cái phần quà nhận được các bạn Trước mắt là nhận được kim cương nữa rồi, rồi sau đây là chúng ta sẽ mở cái hộp quà này các bạn ừ, Hộp quà này thì hên xui nha, có khi là được 50 cái kim cương cũng có khi là những cái vật phẩm rác Đó, mình được 200 tiền sao. thấy buồn rồi đã nha, rồi đó là những cách mà kiếm kim cương của mình đó các bạn mình đã hướng dẫn cho các bạn hết rồi ha còn một cách nữa là chúng ta dùng đô la thần trưởng để chúng ta nạp vào cái tự game này thôi ha chứ không còn cách nào kiếm thêm được kim cương nữa đâu nha các bạn bạn nào có cách kiếm thêm được kim cương thì hãy để lại bình luận ở dưới cái video này để chia sẻ cho mọi người cùng biết ha rồi nội dung clip của mình đến đây là hết rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau xin chào và hẹn gặp lại bye bye